khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ chi cục hải quan ở Hà Giang. Truy tố cựu cán bộ công an nhận tiền tỷ lo chạy án cho các tặc. Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau ca tử vong do bệnh bạch hầu. Một thanh niên tử vong tại trụ sở công an xã ở Sơn La. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vận chuyển hàng cấm xảy ra ngày 9 tháng 4 năm 2024 tại thôn Lục Cầu, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang ngày 8 tháng 7 năm 2024. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai cán bộ là tri cục trưởng và công chức tri cục hải quan cửa khẩu Xín Mần. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tứ, sinh năm 1974, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Xín Mần và Đinh Đức Minh, sinh năm 1988, cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu Xín Mần về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại khoản 3, điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024, Nguyên Tứ và Đinh Đức Minh thực hiện công tác giám sát hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ đã chỉ đạo Minh tạo điều kiện cho Mạch Đức Hải, sinh năm 1980, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cũng là bị can trong vụ án, cùng đồng bọn thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu thành phẩm qua biên giới sang Trung Quốc. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can về tội vận chuyển hàng cấm. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Liên quan đến vụ hút trộm 73.000 mét khối cát lậu tại vùng biển Cần Giờ, ngày 15 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Trinh, 38 tuổi, quê Hải Dương, cùng 22 đồng phạm về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Hưng, 45 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra liên tục trong 3 ngày và do thẩm phán Phạm Viết Hùng làm chủ tọa. Theo hồ sơ, từ khoảng tháng 2 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trinh đã trực tiếp tổ chức điều hành nhiều tàu hút cát khai thác trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, vùng biển Cần Giờ, khu vực chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép, thu lợi bất chính. Để quản lý điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trinh lập ra nhiều nhóm gia lô với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát, Trinh ra ám hiệu bằng tin nhắn đi nhậu và nhắn nghỉ nhậu nếu hôm nào không đi hút cát. Thời gian hoạt động của nhóm này diễn ra vào khoảng 18 giờ hàng ngày. Các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát tại khu vực biển Cồn Ngựa đến khoảng 3-4 giờ ngày hôm sau. Sau đó tàu cát được tập kết về ngã Ba Vàm Tuần trên sông Xoài Rạp để kiểm tra số lượng cát và bán. Khuya mùng 5 tháng 5 năm 2022, đoàn kiểm tra thuộc Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an C08 cùng với lực lượng chức năng phát hiện 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên 12 tàu đang hút cát không phép. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 11 trên 12 tàu có chứa 7.500 mét khối cát. Căn cứ vào sổ sách ghi chép thu giữ, xác định từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022, Trinh đã chỉ đạo khai thác được hơn 73.000 mét khối cát Giá cát trinh bán tại khu vực trên giao động từ 68 cho đến 75.000 đồng một mét khối. Riêng ngày 6 tháng 5 năm 2022, khi bị phát hiện bắt quả tang, 8 tàu hút của trinh đã hút được tổng cộng khối lượng là 6.600 mét khối cát. Giá cát vào thời điểm này là 840.000 đồng. Ngoài ra, qua xác minh phát hiện, Trinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền thanh toán số cát khai thác được. Mặc dù Trinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng, nhưng căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền trinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép từ khoảng 13 đến 24,6 tỷ đồng. Sau khi tàu bị bắt, Trinh trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị tạm giữ, chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu. Sau đó Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ Cục Hậu Cần Bộ Công an nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí lo lót là 3 tỷ đồng. Trương Văn Trinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản, cháu của Trinh, chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Tiếp đó Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng. Ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an gặp người có thẩm quyền. Tại đây Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Trinh. Sau đó thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền, giao 9 con tàu cho thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2022, thắng và Trinh vẫn bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Theo cáo buộc, Hưng không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có thẩm quyền giải quyết sự việc trên nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách lo lót các tàu chỉ bị xử lý hành chính và nhận 400 triệu đồng. Hành vi trên của bị cáo Hưng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, điều 174 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, Trương Văn Trinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì Trinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền mà Bùi Văn Cường cho Hưng mượn. Theo hồ sơ vụ án, hành vi của bị cáo Trinh cùng đồng phạm gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, việc làm của họ gây khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, xâm phạm hoạt động đứng đắn của cơ quan tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm. Bộ Y tế mới đây đã đề nghị tỉnh Bắc Giang, Nghệ An ra soát những người từng tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu để giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt đề ổ dịch. Nội dung trên được ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhấn mạnh trong văn bản gửi hai tỉnh Bắc Giang và Nghệ An chiều mùng 8 tháng 7 về việc chủ động tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Bắc Giang khẩn trương giả soát các trường hợp tiếp xúc gần với hai người mắc bệnh bạch hầu là nữ sinh MTB 18 tuổi ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và một trường hợp đã tử vong ở tỉnh Nghệ An các địa phương khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt đề ổ dịch, đồng thời tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, cần lưu ý hạn chế việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết. Cục Y tế Dự phòng đề nghị hai địa phương giả soát, thống kê những người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu. Từ đó, tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang, Trường hợp dương tính với Bạch Hầu là MTB, 18 tuổi, tạm trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, MTB và MTS về Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở cùng phòng với một người mắc bệnh Bạch Hầu. Khi quay trở lại Bắc Giang, B và S đau họng. Cùng lúc đó, cả hai biết người bạn cùng phòng ở Nghệ An trước đây đã mất vì Bạch Hầu nên tự mua thuốc kháng sinh uống. B làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với bạch hầu. Nữ sinh cũng được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thành phố Hà Nội để điều trị. Còn S và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đã được cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa thu dung và đưa vào khu vực cách ly. Mới đây, một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Mộc Châu Sơn La cho biết, công an tỉnh Sơn La đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong tại trụ sở công an xã. Theo vị này, Tối ngày 6 tháng 7, anh HVX 30 tuổi ở xã Tân Lập cùng một thanh niên khác đi uống bia rượu ở một nhà dân cùng xã. Trong quá trình uống rượu bia, anh X xảy ra xô xát với chủ nhà và một số người khác khiến một người phải nhập viện. Sau đó, người dân giữ anh X lại và thông báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo về sự việc, công an xã Tân Lập đã tới hiện trường và đưa anh X về trụ sở công an xã để làm việc. Nhưng anh X say mềm nên công an không thể làm việc được. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh X muốn ăn sáng nên cán bộ công an đã đi mua đồ ăn. Tuy nhiên, khi cán bộ công an đi mua thức ăn về thì thấy anh X tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các lực lượng liên quan đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo điều tra nguyên nhân. Liên quan đến vụ việc, chị Hà Thị Hát, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là chị gái của HVX cho biết, sáng ngày 7 tháng 7, gia đình X xuống công an xã Tân Lập để xin gặp X nhưng không được chấp thuận. Khoảng 10 đến 11 giờ trưa ngày 7 tháng 7, gia đình tôi tiếp tục xuống xin gặp X, nhưng công an vẫn không cho gặp và nói X đang cấp cứu ở bệnh viện, lúc lại nói đang ở xã. Hiện em trai tôi đã tử vong, đang chờ cơ quan pháp y khám nghiệm. Chị Hát cho biết, ông Vàng A Thào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập xác nhận, sự việc đánh nhau xảy ra vào khoảng 21 đến 22 giờ ngày 6 tháng 7. Những người gây gỗ đánh nhau, xã cũng chưa nắm được thông tin cụ thể. Hiện công an tỉnh và huyện đã đến xã làm việc và xác minh nguyên nhân. Tại buổi họp báo Bộ Công an vào chiều mùng 8 tháng 7, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, phó cục trưởng Cục An ninh điều tra A09 cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra ngày mùng 7 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy San, tức Ô Sinh Huy Đức và ông Trần Đình Triển. Trưởng văn phòng luật sư vì dân, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra đến nay xác định bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các bài viết có nội dung vi phạm trên mạng xã hội, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước các tổ chức cá nhân. Đến nay các bị can đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Trước đó cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ông Trương Huy San hay còn gọi là Huy Đức, sinh năm 1961 Quê Hà Tĩnh, từng công tác tại một số tờ báo, còn ông Trần Đình Triển là tiến sĩ luật, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hơn 40 năm hành nghề luật. Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải hình ảnh với nội dung cho rằng một quán bán vịt quay, chân giò tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, hình ảnh của bài viết đăng tải cho rằng, trước khi cho lên bếp chế biến, quán ăn đã để vịt, chân giò, ngâm trong một thùng xốp cáo bẩn. Chiếc thùng được đặt trong một nhà vệ sinh cũ, có dấu hiệu ít được sử dụng. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều đã tỏ ra phẫn nộ trước hành động trên của quán bán vịt quay. Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Đức Quỳnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng thị xã Đông Triều tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, cơ sở bán vịt quay này chỉ là một điểm bán hàng trên vỉa hè. Hình ảnh thùng xốp ngâm vịt và chân giò để trong nhà vệ sinh cần phải làm rõ thêm. Ông Quynh cho biết, đây là trường hợp người trong gia đình mâu thuẫn với nhau nên đăng bài bóc phốt. Chính quyền phường đã báo cáo xác minh vụ việc lên công an thị xã Đông Triều. Ông Quỳnh cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng công an thị xã Đông Triều thông tin thêm, nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ trong cùng gia đình, chưa tiết lộ danh tính. Cụ thể, trước đó chủ cửa hàng vịt quay có đi trình báo cơ quan công an về việc em vợ mình tham gia đánh bạc và sử dụng ma túy. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, người em rể bực tức muốn trả thù nên đã đăng bài bóc phốt quán vịt của anh vợ. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các thông tin được đăng tải cũng như những người liên quan để xử lý theo quy định. Vào 23 giờ ngày 8 tháng 7 tại căn nhà A7 trên 18 ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, người dân phát hiện căn nhà hai vợ chồng N khoảng 35 tuổi và bà D đang bốc cháy, bên trong nhà mùi xăng bốc lên nồng nặc. Ông N sau đó chạy ra khỏi nhà với nhiều vết bỏng trên người. Bà D bị bỏng nặng không thể thoát ra khỏi nhà. Cả hai sau đó được đưa vào bệnh viện bên quận 8 chữa trị người vợ bị bỏng nặng, chuyển biến xấu nên được đưa vào bệnh viện trợ rẫy cấp cứu. Nhiều người dân sống tại khu vực này cho hay, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng, người chồng thường xuyên dọa đốt xe đốt nhà, người dân sợ người chồng gây hỏa hoạn nên nhiều lần gọi điện báo công an. Sáng ngày 9 tháng 7, công an huyện Bình Chánh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường căn nhà, lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để làm rõ. Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Nghệ An vừa thông tin. Trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu là PTC, trú tại bản Khà Phảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định 119 người từng tiếp xúc với C từ lúc khởi phát đến khi tử vong. Trong đó, MTB tỉnh Bắc Giang tiếp xúc gần với PTC ở ký túc xá đã được xác định dương tính. B đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thành phố Hà Nội. Trước đó ngày 24 tháng 6, C sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Đêm 30 tháng 6, nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng mệt mỏi, da niêm mạc kèm hồng, sốt 37,8 độ C, ho, đau họng, khàn tiếng, sưng vùng cổ phải, nuốt đau, nổi hạch góc hàm hai bên amidan to có dịch mù, giả mạc trắng, bám amidan và lưỡi gà, dễ bóc tách. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh bạch hầu. Ngày 4 tháng 7, nữ sinh được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị. Tại đây, bệnh nhân theo dõi sốc nhiễm khuẩn bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy thận mạn, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 7, C tử vong trên đường từ viện về nhà cdc nghệ an cử đoàn giám sát điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm chẩn đoán cơ quan chức năng cũng cử đội phản ứng nhanh đến tại địa phương nơi ghi nhận ca mắc điều tra giám sát hướng dẫn chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu Mới đây, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên hòa giải đối với vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến việc tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các bên liên quan trong vụ án gồm có bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và một số cá nhân sống tại địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Tất cả có mặt tại phiên hòa giải theo thông báo của tòa án. Tại phiên hòa giải, bà Hồng Loan trình bày đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh bà là con hợp pháp cũng như là hàng thừa kế thứ nhất bị đơn đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời bị đơn đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận trình bày rằng các thủ tục và quy trình cấp giấy tờ về nhân thân cho bà Hồng Loan đều hợp lệ và đã cung cấp đầy đủ hồ sơ. Văn phòng công chứng cũng xác nhận rằng các thủ tục công chứng đã được thực hiện đúng quy định. Phiên hòa giải kết thúc sau khi các bên ký vào biên bản hòa giải. Sau hơn 2 tuần chăm sóc tích cực, bệnh nhân 18 tuổi ở Đồng Nai bị đầu độc bằng xianua đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện vào chiều mùng 8 tháng 7. Mẹ của bệnh nhân cho biết em nhập viện trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 4 ngày. Hiện gia đình vẫn chưa nói với em về việc bị đầu độc và sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác để sinh sống. Chỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Gia đình của bệnh nhân này liên tiếp có 5 người tử vong bất thường với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi tử vong đều bị nôn mửa, nhức đầu, chóng mặt. Trong đó có 4 trường hợp gia đình không trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lập thủ tục hồ sơ ban đầu. Phía bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó bệnh viện này có tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân có tên viết tắt là NKZ và NHN trong vụ việc trên. Theo đó, vào đầu tháng 1, bệnh nhân D được chuyển từ một bệnh viện tuyến dưới đến bệnh viện nhi đồng 2 trong tình trạng đã ngưng tim. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, nhồi tim liên tục nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong ngoại viện. Đến tháng 5, bệnh nhân N, 12 tuổi, cũng vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mạch bằng không. Sau khi ekip cấp cứu tiến hành hồi sức, bệnh nhân có tim trở lại nhưng đã chết não. Thang đo hôn mê, Glasgow còn 3 điểm, không thể cứu chữa lý giải vì sao các bệnh nhân không được làm xét nghiệm tìm độc chất phía bệnh viện cho biết hai trẻ nhập viện ở các thời điểm khác nhau và đều ngưng tim trước khi vào viện triệu chứng như đột quỵ tim mạch phía gia đình các nạn nhân cũng khai trước đó nhà có tiền sử một số người bị tai biến tử vong bệnh tim mạch có gen đột quỵ đồng thời chủ động xin về nên không có cơ sở nghi ngờ ngộ độc để làm xét nghiệm do đó các bệnh nhân sau đó đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình lo hậu sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, chú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch để điều tra về tội giết người. Bích là nghi can đầu độc anh NHBT, 18 tuổi, cháu ruột của Bích, chú cùng địa điểm trên bằng chất độc cyanua. Theo đó, vào khoảng tháng 6 năm 2024, giữa Bích và chị dâu tên N, mẹ của anh T, xảy ra mâu thuẫn từ việc sửa nhà và mua bồn rửa bát ấm ức trong lòng, Bích này sinh ý định dùng chất cyanua đầu độc cháu trai. Ngoài đầu độc anh T, Bích còn khai từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình, gồm chồng của Bích và hai cháu ruột dẫn đến tử vong. Khám xét nơi ở của Bích, công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan, trong đó có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể, trọng lượng khoảng 0,7 kg, giấu trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn xác định nghi phạm Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng, số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của nghi phạm.